Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ, bệnh viên tàu lao chào với đau Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Linh và Đại Lâm Chuyện Bên Lây. Đây là kèo đua, kèo đấu, kèo hẹn nha các bạn. Đứng trước mình ông kính Đại Lâm là Mã Cha So và Dương Châu. Set này thì Mã Cha So đội và Dương Châu kỳ. Còn bên kia là Thi Béo kỳ cho Lương Tato. Đây là kèo đua. Còn đây là xỉn xỉn bộ đội Vua Lì Đòn. Còn đây là sân trong, trái bóng đang mắc kẹt trên đây. Còn đây là các cao thủ đối thủ của anh em Cai Lậy Tiền Giang nha. Đối thủ của anh em Cai Lậy Tiền Giang đang ẩn nấp đang phía trong chỗ đây. Đây là nhóm đối thủ của anh em Cai Lậy Tiền Giang là đây. Rồi, vô hàng, ok men, vô hàng. Bóng ra ngoài. Mã Cha So phát bóng ra ngoài, một đều, mùi. Cái hai hả? Đó. Kinh rồi. Một đều. Các bạn xem video của Đại Lâm, xin các bạn cho một like dùm nha các bạn. Hiện tại bây giờ YouTube rất bóp tương tác các bạn ơi, rất mong các bạn hãy ủng hộ về điều này cho Đại Lâm. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là còn những ngày tháng giêng. Đây còn là những ngày tháng giêng. Một đều. Một pha kết thúc đầy quy lực vừa rồi của Mã Cha So. Bóng đi rất nhanh, rất khó chịu. 2-1, Bi Mui. Mã Cha So 1m86, sinh năm 1976, quê Đốc Minh Kiều, Tháp 10, Đồng Tháp. Lại là một pha mổ bóng vào lưới của Mã Cha So. Hai điều. Một pha cố gắng bung cái giò vừa rồi của Lương Tato quá hay. Vẫn hay. Một pha cố gắng của thầy giáo Dương. Dũng ơi, về đây em, anh Dũng. Đẳng cấp một pha chồng đầu của Mã Cha So vừa rồi, cảm giác quá tuyệt vời cho Mã Cha So. 3-2 baby. Mã Cha So cũng 48-49 gì nè các bạn, không thể đùa được với Mã Cha So. Thật sự Mã Cha So cũng còn rất dẻo dai. Hiện tại bây giờ trên Sài Gòn, vòng vòng Sài Gòn, Mã Cha So cũng là một cái bàn đẳng cấp, khó ai đánh bại Mã Cha So được các bạn. Baby 3-2. Một pha trẻ đường y, thấy nó pha trẻ đường y quá tuyệt vời cho Mã Cha So. 4-3 buôn bay. Lại là Lương Tato thiếu cảm giác. Làm hai rồi phải không? Cái sung bên kia yếu xìu chưa? 2-3 ngày nữa thôi. Đang sung đem đi. Thôi mà con đó mới là ghê nhất. Cuối cùng thì... quá hay cho Lương Tato. Có thể nó một pha quá tự tin. Xước ngược cái đường số 2 vừa rồi của Lương Tato quá hay.
3 năm. Quá khó cho Lương Tato. Có thể nó mã cha so lợi thế chiều cao của mình lên lưới rất khó chịu các bạn ơi. À, theo Đại Lâm biết thì Đại Lâm từng gặp mã cha so 2008 cho tới 2011. Trong vòng 3 năm đó mã cha so đánh tay có thể nói là một trong những người gần như là hay nhất Sài Gòn lúc đó. 2008 tới 2011 mã cha so đánh tay rất hay. 6-3 4-6. Động tác của Lương Tato xem giống như Thanh nhỏ nha các bạn. Người thì quay ngang và có những cú lắc đầu bóng đi chồng đầu rất hay. 4-6 buôn ra mui. Lại là những cú pha nửa đầu. Quá hay cho cái chân của Mã Cha Cho. Cái chân của Mã Cha Cho quá hay. Lại là quá hay. Hết phim. Đang tiếc cho thi béo pha bóng giờ rồi. Có thể nó quá đáng tiếc cho thi béo pha bóng giờ rồi. Một pha quá khó cho đồng đội của mình là Lương Tato. Các bạn thấy như thế nào? Kèo đua, kèo đấu sẽ khác nha các bạn. Hay quá. Bộ đội kêu hay quá. Anh em ơi, hãy share và like cho Đại Lâm chứ dạo này kênh Đại Lâm trầm trọng lắm rồi. Thank you bộ đội. Sụt quá rồi anh em ơi, chia sẻ cho Đại Lâm đi. Thank you. Chia sẻ cho thầy đi. 7-4. Trở lại cái kênh tào lao với tao đi. Lại là thầy giáo Dương. Một pha quá khó gì rồi cho mã cho so của thầy giáo Dương. 5-7. Trời cho nó chửi hoài luôn. Không quá đừng chửi nữa thầy ơi. Đừng quá. Thể nó một pha quá đẳng cấp rồi cho Lương Tato. Một pha chạy dưa thật sự quá hay. 6-7 rồi. Tám sáu đổi sân. Có thể nó một pha kết thúc quá hay gì rồi cho mã cho so. Tranh thủ thời gian, Lip Pro, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đau mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn đây là sau lưng. Là thủ là ba vợ của Đại Lâm đang ngồi sau lưng. Áo thùng trắng ba lậu đó là ba vợ của Đại Lâm. Còn đây là Sỉnh, bắt hàng sáu riết ngồi trên cái cột điện luôn rồi. Xin bắt hàng sáu ngồi trên cột điện luôn rồi. Trận đấu đang rất hay rồi. 8-6. Ông nào bên nào?
7-8. Tám đều. 1-3 leo viền lưới vừa rồi, may mắn cho Lương Tato. 8 đều. Trận đấu đang trở nên rất hay, rất hấp dẫn rồi. 8 đều. Quá hay. Đây là kèo đua, kèo đấu. À, từ Tết giờ nha các bạn. Có thể nói là khoảng 1 tháng nay, hôm nay là còn như là người tháng giêng. Nhưng đây là kèo hạn, kèo đua, kèo đấu của anh em rồi rồi. Thật sự rất hấp dẫn. Kèo đua, kèo đấu có khác kèo bình thường nha các bạn. Ok bạn, chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe và đang. Tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng 2 đi hội, tháng 3 đi chùa. Ok. Tháng 4 cày bữa ruộng ra. Tháng 5 chống lại. Tháng 5 chống lại. Đi chơi với bạn bè. Tháng 6 tháng 7 nghỉ hè. Tháng 6 tháng 7 nghỉ hè. Quá khó cho Lương Ta Tông. 9-8. Trận đấu đang trở nên rất hay rồi. Mã cho so đang gác. 9-8. Tháng 6 tháng 7 nghỉ hè. Tháng 8 tháng 9 mùa hè mới xong. 9, 10, 11 thôi nghỉ đông cho rồi. 9, 10, 11 thôi nghỉ đông cho rồi. Sau lưng Đại Lâm là các cầu thủ đầu giờ có thể làm thơ bất cứ lúc nào, mà tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Tỷ số đang là 9 đều. Rambun. Lại là cái chân của Lương Tato. Có thể nói một pha quá đơn giản. Cái chân của Lương Tato thiếu cảm giác nè các bạn. 19 nghiêng về cho Mã Cha So và thầy giáo Dương. Kèo hạng, kèo đua, kèo đấu luôn hấp dẫn. Mời chín. Đang xem quả bóng này như thế nào các bạn. Theo đây Lâm nhận định thì cái quả bóng này sẽ liếm dây rồi. Liếm dây rồi, đúng rồi. 11 trên. 11 trên. Giờ đi xuống dạo vòng cái bên kia gác bên đây cái điểm này rồi. 11 trên. 12 trên. Một pha có thể nói là thiếu tập trung của Lương Tato. 12 chín và thiếu tập trung của Lương Tato. 12 chín bóng tốt. Tại nó mất kinh trên sân không hiểu như thế nào, bóng trong sân cả gan luôn, mất kinh trong sân ra ngoài chết tôi. Đây là mặt kinh rắp bay canh liếm vào bóng vừa rồi, chết tôi thiệt chứ. 13 chín. Mười bốn chín. Đẳng cấp của Mã Cha So đã lên tiếng các bạn ơi. Đẳng cấp của Mã Cha So lên tiếng. Mười bốn trên. Mười bốn.
một pha có phần may mắn vừa rồi cho Lương Tato. Một pha có phần quá hay, không phải là may mắn. 10-14 sẽ ăn luôn đi. Vô. Vẫn còn bóng chưa sao tiếp tục. Chưa. Kêu tầm bậy à. Vẫn còn. Quá hay. Những pha bóng nhỏ nhỏ là sở trường của Lương Tato thật sự các bạn à. 11-14 những pha bóng nhỏ nhỏ có thể nói là sở trường của Lương Tato hả? Cho nó cái chạy xịt cái bị ơi. Lấy tấm con cò xanh dán cho nó là hết ê à. 11-14 11-14 lợi thế quá lớn nên nghiêng về cho Mã Cha So và Dương Châu. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng Mã Cha So và thầy giáo Dương vào bờ 15-11. Còn đây là Phước Tim và Sinh Sinh đang vào sân. Phước Tim và Sinh Sinh vào sân đang kèo về đây.